Cơ sở lươn giống Hoàng Lan kính chào quý khách. Hôm nay trước khi giao giống cho khách, Lan quay cho khách xem kiểm tra chất lượng con giống nha khách. Ngày 18 tháng 6, lươn giống size 300 con 1 ký, 3.000 con, giao cho khách ở Bạc Liêu. Size này 300 con 1 ký, rất đẹp nha khách. Sợi này về nuôi từ 8 tháng đến 10 tháng là quá ok luôn. 3.000 em, sáng mai đi Bạc Liêu, size 300. Trước khi giao giống là quay cho khách xem kiểm tra chất lượng con giống nha. Lươn đều vàng đẹp. Đây là size 1.000 con 1 ký, 5.000 em, ngày mai gửi Củ Chi. Củ Chi này khách lần trước đã mua một lần rồi, lần này khách mua thêm. 5.000 em, ngày mai về Củ Chi. Size này 1.000 con 1 ký về cho ăn trùng quế. Rất đẹp luôn nha khách. 1.000 con 1 ký, 5.000 em về Củ Chi. Đây là 3.000 em, size 500 em 1 ký, đi Quảng Ngãi. Đây 3.000 em về Quảng Ngãi, size 500 em 1 ký. Trước khi giao giống là quay khách xem kiểm tra chất lượng con giống nha khách. Lươn rất vàng và rất đẹp. 3.000 em này về Quảng Ngãi. Còn đây một ngàn em một ký, 5.000 em, ngày mai gửi Phú Yên nha khách. Trước khi gửi là quay khách xem kiểm tra chất lượng con giống vô luôn nha. 5.000 em về Phú Yên, 1.000 em một ký, lươn vàng đều đẹp. 5.000 về Phú Yên. Còn đây, đây là cái gì? Đây là 6.000 em về Quảng Ngãi nha khách. Rất đẹp, rất đẹp. Cũng size 1.000 em 1 ký luôn, 6.000 về Quảng Ngãi. Rất đều, rất vàng, rất đẹp nha khách. Lươn khỏe, đều đẹp. Còn đây size 500 em 1 ký, 2.000 em, về Long Khánh, Đồng Nai. Lươn rất vàng, rất đẹp. 500 em 1 ký, Long Khánh, Đồng Nai. 2.000 em. Còn đây một thùng là 2.000 em, đi Kiên Giang. Cũng size 500 em 1 ký luôn, 2.000 em đi Kiên Giang. Rất đẹp, rất đẹp nha khách. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 thùng. Ngày mai giao 7 thùng. Lần quay lươn ăn cám cho quý khách xem nha. Đây là cám viên, cám dành cho cá giống. Mã số là 7414, hiệu Cargill, 0.8 ly nha khách. Đây, cho lươn ăn cám công nghiệp luôn nha. Cám công nghiệp rải vô thôi, không cần làm gì hết.
Đây là lươn ăn cám công nghiệp 100% nha quý khách. Chỉ cần rải vô thôi là lươn ăn rồi, không cần làm gì hết trơn. Đây là lươn ăn cám công nghiệp 100% nha quý khách. Chấm riêng 0.8 ly bỏ vô. Chỉ cần rải vô là lươn ăn thôi, không cần làm gì. Nếu mà lươn nhỏ size 500 con hoặc 1.000 con á, thì cho ăn trùng quế hoặc trộn thêm trùng quế vô cám thì ăn sẽ phát triển rất tốt. Cho ăn cám không cũng được, nhưng mà nó sẽ chậm hơn là có trùng quế. Khi cho lươn ăn thì rải vừa phải cho nó ăn thôi, không cần rải nhiều quá, ăn hết rồi lại rải thêm. Giống như bên đây là cứ để cám như thế này, ăn hết rồi cứ lên ăn thì nó sẽ cám nó không có nở ra. Ăn từ từ thì cũng được, không sao hết. Đây là ăn thích lắm. Với lại khác rồi. Cứ mỗi lần ăn hết rồi lại cho thêm. Như vậy thì lươn sẽ ăn được no. Nếu một lần mà rải cám nhiều quá thì cái hạt cám nó sẽ nở ra hết, mà lươn ăn chưa có no. Mà cám nở thì mất mùi, cho nên là lươn nó sẽ không có ăn nữa. Để cho nó ăn từ từ. Khi nào ăn hết rồi lại rải thêm, không cần rải nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ qua cái con lớn một chút xíu nhé. Cho ăn cám 100% thì sẽ rất là khỏe, không cần phải làm nhiều. Đây là cám viên của cá nha quý khách. Cám viên của cá mua về chỉ việc rải vô cho lươn ăn thôi, không có cần phải cho cái gì hết. Có thể là nếu mà mình trộn thêm trùng quế hoặc là dịch trùng quế cũng rất tốt. Còn có những hôm không có thời gian thì có thể là cho ăn không, không cần làm gì hết.
con này thì to hơn rồi nhưng mà vẫn còn cho ăn cám nhỏ, không sao hết, bởi vì cám nhỏ thì độ đạm sẽ cao hơn là hạt cám lớn. Đây là lươn to hơn thì sẽ ăn hạt cám to hơn nha khách, quý khách. Cám này 4 ly. Cũng là cám cá luôn. Đây. Bắt đầu nghe mùi đây. Đây là cám viên của cá. Bốn ly, lươn lớn thì cho ăn cám lớn. Con này tầm khoảng 100g đến 150g.